Kinh khuyến tu. Việc trần thế khuyến ai phải gặm danh mà chi lời lắm mà chi. Bà công danh bọt nước ra gì mùi phú quý vầng mây tan hợp. Sáng cho mây cùng rồi một kiếp giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lẽ tự sẵn đeo đuổi kiếp người thân tư đại lấy đâu làm chắc. Kia sinh tự thấy liền trước mắt chôn mộ phần lắm kẻ thân xuân. Tâm thân này vốn chỉ giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được. Phần nội bần nội gia thúc phược, sống trên đời sống được bao lâu. Mới tóc xanh kê đã bạc đầu, rồi lại đến gò hoang một năm. Ôi hơi thở khi nhân duyên mượn tạm, một sớm vô thường trả lại thôi. Muôn việc đều nương mây tắt hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh già không hề tự già không, đất nước lửa gió đâu tồn tại. Rồi tự sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trăm luân. Gầm ngàn thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tâm đường giải thoát. Nếu chi nguyện thân cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà. Dốc một lòng từ giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả. Kiếp thức tình mê đồ buông xả, thôi đắm say huyền hoa hồng trần. Lý nào phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ.